Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. F0 lây bệnh mạnh nhất trong 4 ngày này, tránh được là cả gia đình an toàn. Hà Nội lại cấm hàng quán hoạt động sau 21 giờ. Chẳng lẽ virus chỉ lây nhiễm sau 21 giờ hay sao? Nếu cấm để chặn dịch thì phải làm từ trước, còn bây giờ thì đã quá muộn. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người lớn tuổi không qua khỏi khi mắc COVID-19 dù đã được tiêm đủ mũi vaccine. Việt Nam ghi nhận số ca mắc khủng khiếp gần 200.000 ca trong vòng 24 giờ qua. Sơn La lần đầu tiên phải kích hoạt khu điều trị F0 tập trung. Và sau đây là thông tin đầu tiên. F0 lây bệnh mạnh nhất trong 4 ngày này, tránh được là cả gia đình an toàn. Nghiên cứu mới từ Mỹ tìm ra thời gian F0 có thể lây lan virus mạnh nhất cho người khác. Điều này rất quan trọng đối với các quyết định về cách ly và đeo khẩu trang. Cụ thể, hãng tin Reuters đăng tải một bài viết tóm tắt kết quả của một số nghiên cứu mới nhất về COVID-19. Nghiên cứu được chú ý nhất là về thời gian một người mắc COVID-19 có thể lây virus cho người khác. Theo một nghiên cứu nhỏ, bệnh nhân bị nhiễm biến thể Omicron và biến thể Delta của SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cho người khác mạnh nhất trong vòng 4 ngày, bao gồm 1 ngày trước khi khởi phát triệu chứng và 3 ngày sau khi phát hiện triệu chứng. Điều này lý giải tại sao rất nhiều người ngay khi phát hiện triệu chứng đã lập tức tự cách ly với những người xung quanh, thậm chí là xin đi cách ly tập trung ngay, nhưng sau đó thì người nhà vẫn đồng loạt dương tính. Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu của 56 bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc COVID-19, trong đó có 37 người nhiễm biến thể Delta và 19 người nhiễm biến thể Omicron. Kết quả là cho dù người bệnh nhiễm biến thể nào và đã được tiêm vaccine hay chưa, họ đều có tải lượng virus ở mức cực cao trong khoảng thời gian 4 ngày nêu trên. Tiến sĩ Ami Bazak của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, Mỹ, một trong những người tham gia nghiên cứu cho biết, nếu giữ được khoảng cách trong những ngày này, đặc biệt là một ngày trước khi khởi phát triệu chứng, thì nguy cơ sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên điều này là rất khó, chỉ thực hiện được khi chúng ta đã biết trước mình vừa chạm mặt với F0. Sau khoảng thời gian 4 ngày này, tải lượng virus bắt đầu giảm mạnh và dần chạm ngưỡng an toàn. Tuy nhiên không phải ai cũng như vậy. Nghiên cứu chỉ ra rằng, cứ 40 người mắc COVID-19 thì có một người đào thải virus sống trong vòng hơn 8 ngày. Đa số là những người lớn tuổi, hệ miễn dịch suy giảm hoặc là những người trẻ nhưng bản thân đã mắc những căn bệnh suy giảm miễn dịch. Như vậy, vẫn còn tỷ lệ thấp những người lây nhiễm mạnh hơn, lâu hơn so với mốc 4 ngày mà nghiên cứu đã chỉ ra. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người lớn tuổi không qua khỏi khi mắc COVID-19 dù đã được tiêm đủ mũi vaccine. Theo kết quả phân tích của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh theo xu hướng chung của cả nước, kéo theo số ca nặng và số ca thở máy cũng tăng theo. Đáng lưu ý, phần lớn các trường hợp nặng và không qua khỏi do COVID-19 trên địa bàn có đặc điểm chung là người trên 65 tuổi và có bệnh nền. Theo lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đây là những đối tượng nguy cơ cao suy giảm hệ miễn dịch. Hiểu đơn giản là ngay cả khi được tiêm vaccine thì kháng thể thu được cũng rất thấp. Đó là lý do mà tại nhiều nước đang nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ tư cho nhóm này. Ngoài ra, những đối tượng này cũng dễ tái nhiễm, dễ trở nặng hơn khi mắc lần 2. Thông thường sau khi mắc lần 1 thì cơ thể sẽ sản sinh kháng thể tự nhiên chống lại virus. Thế nhưng, với nhóm này thì không như vậy. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định kích hoạt chiến lược bóc tách F0 trong cộng đồng ra khỏi những gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao. Qua đó, đẩy mạnh triển khai 3 hoạt động như sau. Tầm soát xét nghiệm diện rộng với những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ để tìm ra F0. Sẽ đưa đi cách ly điều trị với những F0 mà trong gia đình có người lớn tuổi, có bệnh nền. Những người này sẽ được điều trị đến khi nào khỏi bệnh hoàn toàn, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính mới được trở lại nhà. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhóm có nguy cơ tiêm liều vaccine bổ sung. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nội lại cấm hàng quán hoạt động sau 21 giờ. Chẳng lẽ virus chỉ lây nhiễm sau 21 giờ hay sao? Nếu cấm để chặn dịch thì phải làm từ trước, còn bây giờ thì đã quá muộn. Câu chuyện đóng đóng mờ mờ tưởng chừng như đã khép lại sau đợt dịch thứ tư khi chúng ta bước vào cuộc sống bình thường mới. Thế nhưng không, mới đây, Hà Nội tiếp tục yêu cầu các cửa hàng đóng cửa trước 21 giờ để phòng tránh lây lan dịch bệnh. Thẳng thắn mà nói, phòng chống dịch là tốt, nhưng đừng phòng chống theo kiểu nửa vời. Nếu đã làm thì làm nghiêm, làm rốt ráo vài tháng trên phạm vi cả nước. Còn trong bối cảnh hiện nay, đường bay quốc tế đã mở, giao thương toàn quốc lưu thông không cần xét nghiệm, ca nhiễm cả 100.000 ca mỗi ngày.
việc Hà Nội cấm hàng quán sau 21 giờ để giải quyết vấn đề gì? Nói thẳng là chả giúp giải quyết vấn đề gì cả. Số ca mắc vẫn tăng, trong khi hàng quán mở ra được vài hôm thì lại rơi vào tình cảnh nửa đóng nửa mở. Hơn nữa, virus nó lây nhiễm cả 24 trên 24 giờ, chứ có phải chỉ lây sau 21 giờ đâu. Nếu cấm thì phải cấm cả ngày, còn nếu không thì thôi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh sống chung với dịch hiện nay, việc lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng không phụ thuộc vào thời gian ban ngày hay ban đêm. Theo ông Hùng, việc hạn chế thời gian, khống chế hàng quán chỉ được hoạt động trước 21 giờ hàng ngày, thì người dân sẽ tập trung ăn uống đông hơn vào trước khung giờ cấm. Điều đó có thể làm tăng khả năng tiếp xúc và tăng nguy cơ lây nhiễm, như vậy cấm cũng bằng không. Đồng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, Hà Nội nên bỏ quy định nêu trên, bởi dịch COVID-19 không lây lan vào ban đêm nhiều hơn ban ngày, quan trọng là do ý thức của người dân và trách nhiệm của chủ các cửa hàng, quán ăn. Theo các chuyên gia, việc cấm hàng quán hoạt động sau 21 giờ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân, vốn đã lao đao sau chuỗi ngày bấp bênh đóng mở vì dịch bệnh, mà việc này cũng chẳng cần tới nhận định của các chuyên gia, người dân cũng tự nhìn ra được. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Việt Nam ghi nhận số ca mắc khủng khiếp gần 200.000 ca trong vòng 24 giờ qua. Sơn La lần đầu tiên phải kích hoạt khu điều trị F0 tập trung. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế công bố 194.815 ca nhiễm, tăng 47.460 ca so với ngày hôm qua tại 62 tỉnh thành, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, 104.353 ca cộng đồng, tăng 13.954 ca. Gần 200.000 ca ghi nhận trong ngày hôm nay, bao gồm hơn 32.000 ca đăng ký bổ sung của Bắc Ninh. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 32.650 F0 ghi nhận trong ngày. Tiếp đó là Nghệ An, 15.292 ca, Bắc Ninh, 10.731 ca, Phú Thọ, 4.882 ca, Sơn La, 4.368 ca, Hưng Yên, 4.014 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 134.041 ca mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 86 ca không qua khỏi. Trung bình số ca không qua khỏi ghi nhận trong 7 ngày qua là 91 ca mỗi ngày. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.258 ca. Địa phương thu hút sự chú ý nhiều nhất trong 24 giờ qua không phải là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, mà chính là Sơn La. Địa phương được xem là vùng xanh hiếm hoi trong suốt đợt dịch thứ tư, đã ghi nhận số ca mắc kỷ lục 3.953 ca, nâng tổng số ca mắc 51.554 ca trên địa bàn. Và trước tình hình báo động này, tỉnh Sơn La đã phải kích hoạt khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Nội tiết Sơn La. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.